Tôi biết là A Sơn, mà A Sơn á là bạn thân của Can Cờ, rồi xong rồi bạn bè thân thiết với nhau rồi đi ăn nhậu chung với nhau. Có phải gần đây anh và giám thị Can Cường thường xuyên liên lạc với nhau quá đúng không? Đúng rồi, chủ yếu là liên lạc là điện thoại, là đi nhậu nhẹt, đi hát hò karaoke lộ đó. Trời ơi, Can Cường à, hát hay, nhảy cũng đẹp nữa. Nhớ ngày nào mà còn vui vẻ hát hò nhảy nhót. Mà bây giờ, thiệt tình là không biết trước được cái gì. Buồn quá căng bộ à. Thôi thôi này, công an có chú ý gì đến mày không? Thì à, không có chuyện ở lâu. Trời, lúc đó à, thằng à, nói chuyện tỉnh queo à. Trời, tâm lý là chuẩn xác là lâm ly bi lát luôn á. Người ta xin sai cổ luôn, không có nghi ngờ đâu, à không yên tâm lê. Bây giờ lo chuyện mấy cái clip của thằng giám thị, hình như nó chuẩn bị cả tài liệu nữa. Để lọt hết vào tay công an á, là phiền tối lắm. Thằng giám thị chỉ là thằng khôn lỏi thôi, chứ không phải là cái loại mưu cao kế sâu gì. Cho nên mọi thứ nó đều ở nhà nó, cứ đến đó mà tìm, khắc thấy. A Thon hiểu, lấy A Thon tin cho. A Thon này, nhớ làm cho nó khéo léo một tí, đừng gây chú ý nhá. Rồi rồi, A Thon hiểu à, biết mấy chuyện đó mà, yên tâm đi. Vậy theo anh thấy Can Cường có gì đặc biệt? A Cường á, ông bị bê lê biến thái á. Vậy trong lúc chơi chung với nhau, ông Cường có tâm sự với anh về chuyện riêng tư của mình hay không? Cái này à, tôi nói lại không dám chắc nha. A Cường à, có tâm sự là có tình cảm với một phạm nhân nhỏ tuổi ở trong trại. Trời ơi, tôi nghe tôi lỗi hết da gà luôn á. Ấy, tôi nghe cái thằng mà giết A Cường á là phạm nhân phải không? Trời, nhiều khi là nó đó. Tại vì á, như là hận thù chuyện tình cảm ghen tuông rồi giết người. Trời, cán bộ không biết lâu người ta biến thái về là hận thù ghen tuông, làm những cái chuyện lộng trời lộng lất lắm, thiệt tình á. Sao chú, cá mập đâu chịu giúp không? Nhưng mà người ta không phải cá mập đâu. Không mập chứ là gì? Cá vàng á. Hỏi bạn gái thì không chịu, vậy mà dùng những từ ngữ, cái loài cá rất là đáng yêu và dễ thương cho người ta, đúng không? Ủa cái gì đâu, nếu mà không phải thì nói là dường như cá sấu hay cá lạc háng hay là cá gì gì đó ha. Đúng rồi, con cá chùi kiến cái miệng nó nhiều năm. Mà tao nói thiệt, mày lấy súng làm gì? Mày lấy súng để mày xử ông già mày đúng không? Đúng không? Tao nói cho mày nghe nè, mày kiếm vào một cái ngày trời nắng thiệt nắng á, chứ mày đừng có kiếm trời mưa nha. Mắc gì? Nó trời quánh mày á, thằng nghịch tử. Có thằng con nào làm cha mình gì không? Đó là chuyện của tôi, không phải chuyện của hai người đừng có để ý. Bây giờ vấn đề quan trọng là hai người phải giúp tôi giải quyết cái tụi sòng bạc 999 Club, ok không? Trời, lấy máy đi. Ok. Anh, em mới về. Ngồi đi em. Sao, có phát hiện gì không? Cậu hacker đó phân tích như thế này, bây giờ nếu mình bắt Võ Trung Công á thì mình cũng không thể nào có bằng chứng ngay được. Tại vì chúng sẽ phá, và khi chúng phá rồi á, mình sẽ không có được bằng chứng đâu. Bây giờ mình có một cách, là mình sẽ thâm nhập vào trong hệ thống máy tính của 999 Club, và khi đó mình có thể ập vào bắt hắn ngay lập tức. Tôi hiểu rồi. Bây giờ thì chỉ chờ cho anh chàng đó trổ tài thôi. Ừ, đành vậy. À, mà em với Phong có chuyện gì phải không? Anh đừng có nhắc tới chuyện đó. À, anh có nghe tới cái vụ mà phạm nhân giết giám thị trại giam chưa? Tôi cũng có đọc báo nên biết sơ sơ. Anh thấy vụ đó làm sao? Chúng ta không có nhiệm vụ điều tra nên tôi không nắm rõ. Anh à, anh cho em xin nghỉ 2 ngày nha. Bên đó có anh Bình anh lo rồi. Em nghỉ phép làm gì? Lo đám cưới hả? Anh đừng có nhắc cái chuyện đám cưới nữa. Bây giờ công việc đang đê còn chưa giải quyết xong thì làm sao đầu óc em suy nghĩ được cái chuyện đám cưới đó. Chẳng qua là mấy ngày nay em thấy hơi mệt, em muốn ở nhà ít hôn. Ừ, cũng tốt. Em nghỉ đi. Cảm ơn anh, em đi nha.
hệ thống bảo mật đã thay đổi. Hệ thống này khác hôm trước. Tôi không biết cách để vượt qua. Tôi sẽ mở khóa. Không được. Nếu thất bại sẽ để lại dấu vết. Thoát ra đi. Bật tí nhạc lấy cảm hứng thôi. Bên này súng mày. Đâu. Lĩnh thích là cứ nhích. Muốn nhạc thì có nhạc. Có nhạc cho nó máu nè. Ê chú, tấn công bằng mã gì đó? Chỉ là thử nghiệm thôi, coi tụi nó phản ứng thế nào. Từ đó mới hiểu được cơ chế hoạt động của tụi này. Nè, hai người ở ngoài đi. Lần nãy tôi làm một mình thôi. Ok. Ê, không lẽ bất khả thi sao? Không có một hệ thống nào trên đời này bất khả thi hết. Ta tạo ra được thì chắc chắn sẽ phá được. Nhưng vấn đề là phải tìm đúng mã khóa của nó. Nhưng mà mỗi ngày á, chúng đều thay đổi các cái bảo mật. Ngày mai nó sẽ khác ngày kia, rồi ngày kia nó sẽ khác những ngày sau nữa. Đó mới là vấn đề. Đó chưa hẳn là vấn đề đâu. Hệ thống này có thể xuyên thủng được và không quá khó. Nhưng cái khó ở đây là được canh chừng liên tục. Ê, tôi nghĩ là tụi này dành hết thời gian tập trung cho việc bảo mật hệ thống. Tôi có đọc một cuốn sách, trong đó có một câu rất là hay. Đỉnh cao của hacker không phải là hack máy tính, mà là hack con người. Con người mới là virus vĩ đại nhất. Ê, nghe hay mày. Nhưng mà tao không hiểu gì hết á. Trời ơi, bớt ngu giùm tôi có được không? Nó ngu còn thể hiện nữa. Đâu mà hiểu không? Nói tôi nghe coi. Tất nhiên là không rồi. Bây giờ tôi hỏi nè. Ê Lĩnh là sao Lĩnh? Ê, mấy cái trò hack não này đúng là phải dành cho cái tụi nhỏ đó. Chứ tôi với bà là tụi lớn rồi, không có theo kịp cái tụi hacker thời đại bây giờ đâu. Ừ, biết người biết ta vậy tốt đó. Chứ ý già mà tinh tướng với tụi trẻ thì chỉ có thua đau thôi. Chấp nhận. Nhất là ông. Bà Nhi. Bà còn đồ nghề không? Còn. Tôi muốn hai người đi một chuyến cùng tôi. Hơi xa nha. Ê, chưa xong việc mà muốn cho tụi tao đi du lịch rồi hả? Ông nghĩ sao vậy? Nó tiền bạc đâu để cho mình đi du lịch? Tôi đâu có khùng đâu mà ngồi làm việc một mình cho hai người ăn ở không hưởng phước. Vậy là đi chỗ nào? Alo sếp ơi. Sếp có thấy gì không sếp? Biết rồi. Có phải bọn của ai không sếp? Đâu. Một thằng hacker cũ thôi. Nó cũng mất tích lâu rồi, không biết tại sao bây giờ xuất hiện nữa. Chắc là bây giờ lục nghề rồi nên mới dở mấy cái trò vặt vãnh. Không đáng bận tâm. Lo tập trung làm đi. Dạ, em biết rồi. Ác điểu. Vô. Sao tự nhiên lại cúp điện vậy trời? Đừng có lo, sẽ có điện dự phòng ngay thôi. Được không? Không được. Trời ơi, nguyên cái Tokyo còn được, cái tòa nhà này nhầm nhòi gì mà không được. Đợi chút, đợi chút. Ê, Lĩnh, sao rồi? Ok, nghe kỹ nè. Đi thẳng, quẹo trái. Ta sẽ tới được hầm giữ xe. Bởi vậy mà có hỏi thì cứ từ từ trả lời. Không có gì phải gấp, đừng có sấn sát lộ hết nha. Ok, man. Sao, sao, nó sao? Địch. Sao mấy vụ này tôi khoái quá. Đi đâu đây? À dạ, tụi tôi thợ điện. Ở đây báo đứt đường dây lầu 3. Để xe góc phải kế bên có thang máy đó. Dạ, cảm ơn. Có hai người sửa điện đang lên đó.
Vô thang máy chưa? Đang ở trong. Bây giờ đi đâu mày? Bây giờ đi tới thùng điện. Sau đó đi thẳng ra cầu thang thoát hiểm. Gì vậy? Cái gì? Chị ơi, chị cho em hỏi một chút. Chị có biết giám thị trại giam Can Cường không chị? À, cái ông bị giết đâu phải không? Dạ đúng rồi. À, có phải là nhà báo không? À, dạ, em là nhà báo. À, em tính tới nhà ông để coi có tin tức gì mới không đó mà. Nhà ông ở tỉnh thị xã lần, chạy khoảng 20 cây nữa là tới. Nhà, cứ đi thẳng thẳng hoài, có gì hỏi người ta nhé. Dạ, cảm ơn chị. Cái gì? Gì mà thấy ghê cái gì? Nhìn giống búp bê. Chưa, chưa đổi vào tay sao? Giống bị thui. Thui vô đầu ông bây giờ chứ thui thui. Tại mặc nguyên bộ đồ đen nè. Ok. Nghe, sao? Phòng điều hành ở tòa nhà nằm ở tầng 2. Xuống cầu thang, mở cửa ra, đi thẳng. Nó nằm ngay bên trái á. Nó nói là lên tầng 2. Mở cửa ra, phòng điều hành nằm bên trái. Nó không chịu ông, còn tôi có chuyện của tôi. Get go. Dạ, em chào mấy anh. Chào em. Dạ, hai anh cho em hỏi, ở đây có phải là phòng của các chuyên viên công nghệ đẹp trai dễ thương không? À, không phải đâu em. Đây là phòng kỹ thuật. Khi bạn bè nói mà em không tin á. Cái sắc đẹp của em nó tràn lên não, cho nên là em thường hay đi lầm đường lạc lối đó. Hai anh thông cảm. Ừ, không sao đâu. Em chào hai anh. Dạ, em sao đó. Em sao vậy? Em sao vậy? Dạ, chóng mặt quá. Dạ, tại má nói là phải body đẹp, con gái mà. Cho nên là em ăn kiêng á. Mà ăn kiêng thường hay bị tụt đường, tụt canh chi. Em hay thường hay xỉu, xỉu. Tội quá. Thôi, ngồi xuống đây đi. Lấy cái kem uống nha. Dạ. Ôi, trời, anh điêu liền quá vậy anh. Em ngồi đây đi, anh lấy nước kem uống. Anh bắn tim. Em chưa nói em muốn uống nước mà anh biết là em khát nước luôn hả? Nhìn em là anh biết rồi. Ê, mày để tao đi lấy nước cho. Ôi, tụi canh chi. Để tao. Ôi, tụi canh chi. Ôi, da nhức đầu ba. Tụi canh chi ba. À, tụi canh chi. Phòng máy 999 Club có thể nằm ở tầng 21. Bây giờ ông đi lên đó đi. Khi nào nhận được tín hiệu của tôi thì ông hành động nha. Cái gì? Tầng trên cùng hả? Thang máy đây không có xài xe từ không nội? Rồi sao? Tao đâu có vô được. Nãy giờ tôi có nói câu nào là ông đi thang máy chưa? Ê, áo mày xì mày. Đi thang bộ. Tập thể dục đi, cái bụng ông bự lắm rồi đó. Trời, leo lên tới tầng trên cùng mà giỡn mạnh với tao hả? Hay là tao lấy trước để tao đưa cho mày. Từ từ coi. Ấy mày. À dạ. Em nước đi. Uống nước nè. Dạ không. Má dặn không được uống nước người lạ. Uống nước người lạ là chết à. Nhưng mà em đang bệnh mà. À, dạ không, chào thôi. Hay dạ. Dạ thôi em cảm ơn hai em nhiều ha. Dạ. Má dặn lớn từ tuổi nào mà vẫn như là má dạ. Cảm ơn hai em nhiều nha. Cảm ơn em. Em ơi, trên anh xin số điện thoại, em ơi. Lâu lắm rồi, ở đây mới con gái đẹp vô đó. Mày đúng không dành cho tao hết á. Mày cứ tìm tướp à. À,
Ủa, từ sáng giờ không thấy người này vào, bây giờ lại đi ra ta? Gì vậy? Ok, bắt đầu. Chạy rồi, tất cả ra ngoài. Tìm mấy chủ đi. Ok. Trời ơi, dữ liệu nặng lắm mày ơi, cái này lâu quá. Không có cháy đâu anh, chỉ là báo động giả thôi. Chết, có người, quay lại. Ê, vẫn chờ gì không được đâu nha mày. Bao nhiêu phần trăm rồi? Mới có 46% thôi. Bây giờ ông chỉ còn chuyển sang máy của ông cho lẹ hơn. Nhanh lên. 60 rồi, 60 rồi. Không được rồi, ông tháo máy đi. Mày ráng chạy giùm tao đi, bị bắt là tiêu đời của lũ đó. Con người vô tháo máy đi. Anh gì? Đứng lại! Alo, đứng lại! Alo! Đang chạy xuống cửa thoát hiểm. Thằng máy đứng rồi mày ơi! Rồi, đưa cái đó. Đi, đi, đi. Hai anh cho tôi hỏi một chút được không ạ? Hỏi gì ạ? Hai anh cho tôi hỏi là hai anh có biết nhà của giám thị trại giam Can Cường không? Hỏi nhà ông làm gì ạ? Tôi là nhà báo, tôi muốn tới đó để tìm hiểu tin tức giết tin đó mà. Nhà ông là ly ở đây à, chạy đường này nè. Chạy thẳng hết đường này 10 cây nữa. Rồi xong rồi nhìn ở bên tay phải có cây xăng, bên trái là nhà của ổng á. Nhưng mà tôi hỏi, người ta nói là nhà của giám thị trại giam Can Cường ở gần đây mà. Ê, người ta chỉ mình bậy mình bạ. Tôi hồi nhỏ xíu sống ở đây rồi lớn lên ở đây luôn, khu này tôi dành lắm. Ê, rồi với lại nhà ổng Can Cường là gần nhà vợ của tôi, hôm nay tôi nói xạo cô. Tôi tin không tin là tùy cô à. Dạ cảm ơn hai anh nha. Không có gì, cứ chạy là 10 cây là bên phải cây xăng, là bên trái là nhà ông. Ừ. Sao ông chơi ác với phụ nữ quá vậy cha nội? Ông đài người ta đi xa vậy là đi xa lắm đó. Ông bị liên hả? Trời ơi trời, nó là nhà bao, chứ đó là phụ nữ chính làm gì ở đây hả? Đó là giết bao à, tôi với ông là lên báo người ta lễ ý à. Thích làm chuyện lễ ý lắm hả? Ha, nhiều khi mà mình thương qua tiếc ngọc, có khi mình chết cũng chừng nữa. Thôi kệ nó đi. Bớt mê gai đi. Đây là hình ảnh được chụp từ camera của nhà dân trên đường quốc lộ. Đúng như chiếc mô tô mà bà Cúc miêu tả,
Theo hình này thì có thể Lĩnh đang trên đường về thành phố hoặc có thể về miền Tây. Biển số xe trong hình được đăng ký bằng giấy tờ giả mạo chứ không phải của Lĩnh. Như vậy là chúng ta phải gọi cho công an thành phố xin sự trợ giúp rồi. Sao? Được không? Được cái cù lôi, được có 70% thôi, tức đâu luôn á. Làm sao? Hả? Trời ơi, thì lo chạy chứ sao, chút xíu nữa là bị hốt rồi đó, hên là thoát được đó. Thôi bây giờ chạy cho lẹ đi. Đó, anh không có được cái gì hết á. Tụi tôi tới thắp cho A Cường len vàng, thiệt là đau lòng quá lên. Tôi mới là người đau lòng nè. Cả đời á, tôi lúc nào cũng ức ức gì vậy. Vậy mà tới lúc ông biết quay đầu là bờ á, thì ông lại bỏ tôi sang thế giới bên kia. Chị là anh em nên tụi tôi muốn thắp nén nhang cho anh Cường để an ủi phần nào cho gia đình đó chị. Thôi đừng có buồn nữa. Thôi mời hai anh vô nhà. Đầu tiên là tòa nhà cúp điện, sau đó là hệ thống báo cháy giả, kích hoạt hệ thống chữa cháy của toàn khu nhà, bắt buộc em và toàn nhân viên phải ra ngoài. Xác nghĩ coi, có đứa nào tầm thường mà làm được như vậy không? Nó là ác điểu. Năm ngoái nó làm cho cả Tokyo chìm trong bóng tối thì chuyện này nằm trong tầm tay của nó thôi. Nhưng mà không thể để cho nó tung hoành như vậy được. Hôm nay nếu mà em không lên kịp á, là nó có thể phá hủy hệ thống 999 Club của mình rồi. Thằng đó mưu mô lắm, sếp đừng có coi thường nó. Ok, chuyện này để tôi xử lý. Đừng có gây hoang mang cho mọi người nha. Tiếp tục làm việc đi. Dạ rồi, em biết rồi. Cảm ơn hai anh đã ghé mà thắp nhang cho ổng. Lại tổ cũng đừng lên quá lao buồn quá làm gì. Nhiều khi á, cái này á là số mệnh của A Cường an bài vậy rồi. Không chết Lâm á cũng bị chết Chem. Ây da, ý thằng nói ở đây như là số mệnh á, nó là tận á là hết rồi. Ông trời kêu á là phải lên thiên làng là phải lên thiên làng, không có tránh được. Nhưng mà thà là ổng bị bệnh tật rồi già rồi chết chứ đằng này lại bị người ta giết chứ. Tôi không hiểu sao cái thằng nhóc đó lại có thể có cái chuyện gì á thì từ từ mà nói. Chứ đằng này ác nhân ác đức, vô liêm sĩ, không còn tính người mà. À, cái thằng đó, cái thằng mà giết A Cường á, nó nghe được mấy câu này à, chắc nó cũng ân hận lắm à. Ôi, khi mà ba cái thứ mất hết nhân tính đó, có biết gì đâu mà ân hận. Phải chi á, hồi trước á, tôi biết nó như vậy á, tôi xử nó thẳng tay cho tù chung thân luôn, cho nó ở tù mọt xương luôn, thì nó đâu có cơ hội ra đời để mà nó giết người như vậy chứ. Đừng có chửi thằng đó nữa, đừng có chửi nó nữa. Bây giờ ông trời có mắt mà. Thế nào á, thằng Lĩnh á, nó cũng bị bắt cho coi. Tôi nghe nói ở bên công an á, đang liều tra dữ lắm. Họ đang tìm bằng chứng gì đó, bằng chứng bí mật gì đó. Đúng không? Đúng rồi, A Thoàn nói. Tôi mới nhớ, đâu chị nhớ kỹ lại coi. Hồi lúc anh Cường còn sống á, anh có đưa tài liệu hay là nói với chị điều gì quan trọng không được chị? Cường còn sống á, anh có đưa tài liệu hay là nói với chị điều gì quan trọng không vậy chị? Ông có nói cái gì với tôi đâu. Bây giờ Lại tẩu à, dán nhớ lại trong bộ lão đi. Mấy cái bằng chứng giống như là điện thoại nè, máy quay phim, là máy chụp hình, là tài liệu, hay là cái gì đó là cuốn băng, hay là cái gì đó nó bí mật ở dâu á. Bây giờ cái đầu tôi nó rối tung lắm, tôi không có nhớ được cái gì hết á. Hay là bây giờ cho tụi tôi vô phòng A Cường đi. Bây giờ là mình phải có bằng chứng. Mình có bằng chứng là mình mới bắt được hung thủ. Bây giờ không có bằng chứng không có bắt được hung thủ. Hung thủ là ở ngoài ly vong vong hoài. Nhiều khi A Cường ở trên thiên làng nhìn xuống thấy vậy, trời tức là học máu là chết một lần trên trển nữa đó. Vậy thôi mấy anh lên phòng ảnh tìm đi. Chứ từ hồi ảnh mất tới giờ tôi sợ tôi cũng không dám vô. Lấy vậy để tôi lên đầu tìm thử hả chị? Mấy anh lên lầu phòng bên tay trái á. Mấy anh có kiếm cái gì á thì nhớ để gọn gàng vô nha. Chứ ổng là khó tính lắm. Yên tâm. Tại bữa giờ ổng về hoài à. Về hoài?
Về hoài. Ừ, đúng rồi, bữa giờ anh Cường cứ về hoài à. Nè, kiếm thì để gọn gàng lại chứ không là làm ảnh giận á nha. Chết mà còn Ly về hoài. Bị làm sao vậy? Tôi bị sợ ma. Nghe cái là muốn lạnh sống hơn là bụng dũng tay chân à. Trời đất ơi, ma cỏ cái gì chứ. Ma nó sợ A Thòn thì có. Đi, đi lên tìm thấy A Thòn. Đi theo tôi. Hy vọng là bữa nay ổng không có về. Trời. Đi A Thòn. Hay da, trời sao có hình ông có treo cái cầu lan à. Ồ, A Thòn. Ma có gì mà sợ. Tao vẫn còn sống mặc dù mày muốn tao chết đúng không? Bắt tao leo 20 tầng lầu. Nè, tôi đâu có muốn xử ác với ông vậy đâu. Nhưng mà chẳng qua trong một cuộc chiến ông cũng biết mà. Phải có người sống người chết chứ. Trời đất ơi, có nhiêu đó không mà làm cũng không xong nữa. Hư một hư đường hết trơn. Hư đâu hư? Hư gì? À, bà thử bà leo 20 tầng lầu coi bà leo nổi. Ủa vậy không hư hả? Có xong chuyện nào mà lấy gì không hư? Lên, bữa sau đừng cho ông đi nữa. Quá đáng thiệt luôn á. Bà giỏi bà leo đi. Lâu lâu có cơ hội đi luyện tập mà làm cái gì vậy? Thằng tới thằng lui à. Mình tập đi cho có sức khỏe dẻo dai với người ta. Nhìn tôi vậy, suốt ngày á ngồi máy tính á ha, có ngày á nó teo đi, tôi ớn là tôi bỏ đó. Ha, nói mày á lĩnh ha, mày ngồi máy tính suốt ngày á. Thấy không? Bạn Hiền ơi, bạn Hiền. Tôi vô phòng bạn Hiền đi, bạn Hiền đừng có nhát tôi nha. Thì à. Thì ra con nhận là vô đây là ơn lạnh thiệt á trời. Hồi nãy là bà vợ nói là A Cường hay về. Bây giờ không biết là khi nào ông về, khi nào ông chưa về. Tranh thủ lúc ông chưa về, mình lục đi, mình lục đi. Tìm đi. Thuốc à, không có cò. Quần áo à. Quần áo không à. Có dấu ở dưới giường không? Biết rồi. Đi web gửi mail nè. À. Ok ok. Gì? Chào ác điểu. Chúc mừng chiến tích của mày. Đi thất bại nhưng cũng khá là hay đấy. Hãy thừa nhận ác điểu là bài sai của công an Việt Nam. Đi ngược lại với quy ước của hacker thế giới. Chúng tao tuyên chiến với mày thằng hèn. Cái gì vậy ba? Tụi này láo. Có gì đâu láo, tôi thấy bình thường mà. Đúng không? Ủa, là tại vì thằng lĩnh nó tuyên bố với cộng đồng mạng là nó muốn mất khỏi đó. Cho nên bây giờ nó xuất hiện thì tụi nó chửi thèn là đúng rồi. Đúng là ác điểu sẽ phải biến mất vĩnh viễn. Nhưng bây giờ tao đâu phải là ác điểu nữa đâu. Chứ lại gì? Mày là ai? Người đã tấn công 999 Club. Ác điểu. Ác điểu đã chết rồi. Tao là rắn hổn mang. Dù mày là ác điểu hay là rắn hổn mang thì mày cũng đã vi phạm quy ước không chính phủ, không hợp tác chính phủ của cộng đồng hacker. Một cơ hội cuối cho mày. Hãy quy phục G-Web. Làm việc cho G-Web, phục tùng G-Web. Rắn hổn mang không phục tùng G-Web. Rắn hổn mang tự do. Rắn hổn mang chống lại kẻ xấu. G-Web nên dừng lại. Tao coi đó là lời tuyên chiến. G-Web là một quân đoàn, chống G-Web là chết. G-Web là một quân đoàn không chính phủ, không hợp tác chính phủ, chống G-Web là chết. Rắn hổn mang tuyên chiến với chúng mày, lũ bọn thôi nát. Rắn hổn mang, tao sẽ tìm ra mày. Bị hai tội danh truy nã. Bây giờ thêm tội đi web truy nã nữa. Chào người đàn ông có ba tội danh truy nã. Con trai bác có ba tội danh truy nã mà bác cười. Thôi, không có ghẹo cô như vậy. Nhưng mà nói nghe nè, cô. Con cô quá ngầu, ngầu hơn con mẹ bầu. Thì ghê. Bầu bị xong đẻ ra 21 hả? Nguyên một cái đống xe mở đẩy ục ịch chê hả ta? Ok. Chê. Chê ha. Chê. Là bữa sau á, tôi khỏi có bầu với ông kêu khỏi chê nha. Quê, cái đó là không được nha. Tôi là con trai đinh độc nhất trong nhà cho nên là phải đẻ cho tôi ít nhất 2 đứa tôi chấp nhận hết. Ok, còn về.
Anh Cường ơi, anh sống khôn thác thiên, anh ráng phù hộ cho chị Cúc tìm ra những thứ gì anh đã cất khi còn sống. Nếu mà tìm ra không được á, tôi chết, ông Hà, ông Hiếu cũng chết luôn đó anh à. Anh ráng phù hộ với anh Cường. À, tôi nhớ rồi, hình như hồi trước anh Cường có cất một cái thứ gì đó, dặn tôi á là phải cất kỹ, giấu kỹ đi. Nếu mà mất cái vật đó là anh Cường sẽ chết, rồi gia đình tôi cũng bị chết nữa. Đúng rồi đó chị Cúc. Chị ráng tìm ra cái đó đi. Cái đó nó liên quan tới cái thằng nhóc mà đã giết ảnh đó. Chị ráng tìm mà đi. Cháu đi quét nhắn tin cho tôi nè. Nó nhắn gì vậy? Rủ đi nhậu à? Hết nói chuyện gái gú tới chuyện nhậu nhẹt. Ông không sợ Hứa lèo nghèo mạt kiếp hả? Bởi vì cuộc đời tao rớt hết bồ chửi rồi, tới bạn chửi, em út cũng chửi được nữa, sao nó thúi hẻo quá thiệt á. Ủa tôi thấy bình thường mà. Thôi đứa ơi, nói như vậy á cho ông dọn sạch cái não của ông đi. Toàn là rác rến cái tổng không à. Suốt ngày nghỉ ăn nhậu gái gú mà không có làm được cái gì hết á. Làm như não mấy người sạch lắm vậy á. Não tôi sạch hơn não ông. Đọc coi đi web nhắn gì kìa. Không thích đọc có được không? Đi chị. Anh xem coi có phải cái này không? Đúng rồi. Có phải là nếu mà có cái thứ này rồi á thì có thể tìm ra được cái hung thủ mà giết chồng tôi đúng không? Đúng rồi đó chị. Anh Thôi, có rồi anh Thôi. Tìm có rồi. Cái gì vậy? Tìm có rồi nè. Cái gì vậy? Anh Thoàn coi đi. Cuốn sổ USB hả? Cho tôi coi trong nó có cái gì vậy. Thì à, coi cái gì lỡ cái này à, lem lên công an người ta liều tra là bắt thằng lĩnh luôn. Được rồi, đi về. Thôi tụi tôi đi về nha. Tụi tôi đi về. Cho tôi hỏi có ai ở nhà không ạ? Con nhỏ kêu cửa, đó là nhà bao. Nó vô nó hỏi chuyện à, để nó giết về A Cường. Lát nữa bà nói vào những chuyện quan trọng cho nó biết á, rồi xong rồi nó viết hết vô báo, lăn lên thằng nhóc giết A Cường á, nó lọc được, nó biết hết, nó sẽ tìm cách đề phòng, khó bắt hơn nữa đó. À, chị Cúc, A Thoàn nó có lý á chị Cúc. Tôi hiểu rồi, vậy mấy anh nhanh nhanh rồi tìm ra cái người mà đã giết chồng tôi nha, chứ ông ấy chết oan uổng quá. Rồi, chết rồi, tin tưởng ở tôi đi. Tin tưởng nha. Tôi đi về ha. Tôi đi về nha chị. Ây da, nó dốc cào quá liền. Chị ơi, chị, cô là ai? Chị cho tôi hỏi, đây có phải nhà của giám thị Can Cường không chị? Có gì không? Dạ, tôi có chuyện quan trọng muốn hỏi. Tôi có thể vào nhà để nói rõ hơn được không ạ? Cô là nhà báo phóng viên đúng không? Dạ, tôi... Mấy người á chỉ biết viết bài rồi để kiếm tiền thôi. Mấy người có biết á là những cái bài đăng của mấy người ảnh hưởng gia đình rất là nhiều không hả? Làm ơn đi về giùm tôi đi. Dạ thưa chị, tôi không phải nhà báo, cũng không phải phóng viên. Tôi là công an. Nếu cô mà là công an á thì tôi là kiểm sát đây nè. Cô mau đi về đi. Nhà tôi đang có tang mà, làm ơn đừng có làm phiền tôi nữa được không? Đi về đi, nếu không á tôi sẽ báo công an khu vực đến mời cô đi đó. Chị à. Chị à. Chị cho tôi hỏi một chút đi mà. Đi thêm nhiều vào là được cái gì đâu. Ấy, trời, lúc đó A Hổ là có nhiều tiền, A Sơn ăn dày quá. Hết tiền rồi lúng rồi, ăn dày vừa vừa. Ây da. Tiếp một này nữa hả? Dạ có chứ, có chứ, có chứ, vậy mới vui. Rồi à, lên nhạc à, quẩy lên. Bây giờ thì là nguy hiểm quá đi à.
Dạ còn đây nữa nè bác. Nói việc cái gì? Hắn đang điều tra lệnh truy nã của bác và công ty Đại Phú Cường. Tôi cũng không ngờ ông bạn của tôi thủ thân kỹ như vậy, nhưng mà cuối cùng có thủ được cái gì đâu. Dại quá. Ảo tưởng chết là phải. Hổ à, bây giờ mình xử lý làm sao với mấy cái này á? Đốt đi. Không có lẽ để cái bàn thờ mà thờ à? Lúc này đưa lên đây. Thôi à, đây để thằng đi lốp liền à. Cái này thấy ghê quá, sợ quá. Lốp liền tài à. Chị, tôi có chuyện rất quan trọng muốn hỏi chị. Chào chị. Chị làm gì ở đây? Tôi có chút chuyện muốn hỏi chủ nhà. Tôi đã mời công an khu vực đến đây để đuổi cô đi đó. Nè anh, nhờ anh đuổi cô ấy đi giùm cho. Chứ cô ấy cứ đứng trước nhà rồi la lối om sòm như vậy á. Tôi đã nói với cô rồi, nhà tôi đang có tang. Cô làm ơn đừng có làm phiền được nữa không? Đề nghị chị ra khỏi đây ngay, chị đang quấy rầy nhà người ta đó. Nhưng mà tôi... Nếu chị cứ tiếp tục, buộc lòng chúng tôi phải mời chị về phường. Cảm ơn anh. Chào chị. Đừng có đến đây làm phiền nữa. Alo, làm ăn được gì chưa vậy? Cái USB đó rốt cuộc nó có ý nghĩa như thế nào vậy? Đã nói là chỉ nghe lão ta chăn chối vậy thôi chứ làm sao tôi biết trong đó có cái gì. Đã tới nhà của lão Căn Cường chưa? Tới rồi, mà bị vợ ổng cản lại, không có hỏi được cái gì hết. Nè, tôi đang bị truy nã đó nha. Xui xui mà tôi bị bắt một cái là khỏi có sòng bài, sòng biết gì hết đó nha. Biết rồi, ngày mai tới công an tỉnh để hỏi chuyện của Lĩnh nè. Tôi không cần quan tâm cách thức, tôi quan tâm kết quả thôi. Chuyện ai người đó làm đi. Nè, tôi cũng tin là mấy người vô tội đó, nhưng mà cái kiểu nói chuyện của mấy người là tôi không có ngửi nổi nha. Không hửi được thì tôi cũng chả ép mấy người phải hửi tôi. Cái vấn đề quan trọng là mấy người phải làm xong cái phần việc của mấy người. Biết rồi. Đồ khó ưa. Cú của mẹ hả? Nói chuyện với gái ngon hết sức đi đó. Không phải gái đâu, bà chằn á. Bà chằn đó. Nghĩa. Ủa Mai, lâu quá không gặp. Ừ, cũng từ khi chúng ta học xong tới bây giờ mà chồng Mai vẫn là hoa hậu của ngành công an như xưa ha. Cảm ơn Nghĩa. Nhìn Nghĩa bây giờ cũng bảnh quá trời. Mai khỏe không? Mai khỏe. Ủa mà Mai đi đâu đây? Tất nhiên là đến đây để gặp Nghĩa rồi. Mà có chút chuyện muốn hỏi Nghĩa. Vậy thì chúng ta vô văn phòng đi ngồi nói chuyện ha. Cảm ơn Nghĩa nha, làm phiền Nghĩa quá. Bạn bè không mà, khách sáo làm cái gì. Đi. Mai chỉ mới gặp cậu ta mới có lần đầu mà lại dám khẳng định cậu ta là người lương thiện, tốt bụng và không giết người sao?
Mai tin vào trực giác của mình. Cậu ta có thể hơi ngông nghênh, nhưng mà bởi vì cậu ta có tài, chắc chắn cậu ta không phải là người vô lương tâm như vậy. Mai nên nhớ, đạo đức và lương tâm tất cả có thể thay đổi theo thời gian, trước những sự cám dỗ và hoàn cảnh cụ thể. Đây, Mai xem đi. Đây là tất cả những chứng cứ mà chúng tôi thu thập được, đều chứng minh Lĩnh là nghi can số 1 trong vụ án này. Chưa hết, Lĩnh còn có mối quan hệ rất là phức tạp với lại nạn nhân nữa. Và điều quan trọng nhất là con dao gây án thu được tại hiện trường đều có dấu vân tay và khắc tên của cậu ấy. Cứ cho con dao là của cậu ta đi, thì cũng chưa đủ nói lên cậu ta là hung thủ thật sự. Mai nghĩ cậu ta cũng không ngu ngốc tới mức mà để lại hung khí ruột của mình ở hiện trường để cho chúng ta có một cái tang chứng ngớ ngẩn như vậy. Đừng có làm cái hình thù đó được không? Gì vậy ta? Ta đi mà không thèm nhìn mặt, không thèm nói tiếng nào luôn á. Không đi được không? Không đi làm, anh nuôi tôi à? Nè, tôi nuôi cô. Tăng 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 tăng. Tăng 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 tăng. Ai mỗi mày mày? Mày có biết vô trong đó là mấy kỹ thuật nè, rồi mấy cái đứa mà dạy sĩ toàn là bụng sáu múi không biết không? Sáu múi gì mà sáu múi, tôi nói hoài luôn không nhớ hả? Ở bên bển IT toàn là con gái không à. Cứ ghen hoài là có nuôi tôi nổi không mà cứ bắt tôi ở nhà hoài à. Thì có yêu mới có ghen chứ không yêu ai mà ghen. Thôi đi, hai người đấu dở mồm vậy suốt ngày, bộ không đấu là ăn không ngon ngủ không yên hả? Vẫn ngon mày. Rồi ngon thì ngon. Bà Nhi nhớ nè, Joker nó muốn bà vô đó làm việc là để điều tra về tôi, cho nên nói gì thì nói, làm gì cũng được, miễn đừng nhắc tới tôi là được. Ok, tôi mà không làm được chuyện này á, làm sao mà xứng đáng là nhi gì ghẻ của con trai nội lăng ben này, đúng không? Bây giờ làm gì đi nữa, chúng ta phải bắt cậu ta về đây thì mọi chuyện mới sáng tỏ được, không thể làm khác được. Mai, Mai biết cậu ta đang ở đâu đúng không? Mai không biết. Mai nên nhớ một điều, cậu ta hiện giờ là đang là nghi can số 1 của vụ án này. Nếu Mai biết mà Mai không tố giác tội phạm thì Mai sẽ mang tội đồng lõa đó. Nghĩa à, Mai cũng là công an mà, Mai hiểu rất rõ những điều này. Nếu như Nghĩa không còn gì để nói nữa thì Mai xin phép. Mai à, Nghĩa xin lỗi. Anh Nghĩa ơi, đã có thông tin của tên Lê Hồng Lĩnh rồi. Hắn đang ở đâu? Hắn đang ở tại một tòa nhà chung cư, tụi em xin đợi lệnh của anh. Alo, các anh đang ở đâu? Tốt lắm, bây giờ các anh hãy bao dây chung cư đó lại, tôi sẽ gọi cho công an chi viện. Chúng tôi đã phát hiện ra nơi ở của Lĩnh, bây giờ chúng tôi đi bắt hắn đây. Nhớ nè, do đó tự đánh giá tình hình và hành động, không cần phải gấp. Có chuyện gì cần liên lạc với tôi thì liên lạc trực tiếp qua số điện thoại, không email, không Facebook, nhớ chưa? Ok. Với lại tìm hiểu Joker là giúp tôi với. Đương nhiên. Cho còn tôi thì sao? Cấm giận không chứ làm sao? Quý lại sao? Cái kiểu của hai người nói chuyện qua lại bình thường ở nhà thôi đã đấu võ mồm vậy rồi, vô trong đó cho người ta nghi ngờ hả? Thì ít ra cũng phải đẩy đưa đi chứ. Nó mới nói luôn á, đi theo rồi tụi đi quét tụi nó nghi rồi sao? Thì đưa tới ngã năm chuồng chó rồi cũng được vậy. Châu. Ừ? Thấy sao? Bỏ tay. Mày cười đi, mới mốt mày có bộ mày đưa vô hàng cậu cho mày cười nổi không nha. Rồi rồi, vậy thì hai người đi lẹ đi, đi lẹ đi để tôi đỡ nhìn thấy, đỡ đứt ruột nè. Ở đây. Thôi, về đi. Khoan, khoan. Khoan gì? Cho miếng trúng. Ngoài đường ngoài xá bằng ngày bằng mặt, tụi nó lỡ mà cho người theo dõi là bể chỉa bây giờ. Về. Tôi ghét bà với gì ghẻ. Dạ. Với gì ghẻ. I love you.
Anh là quản lý bên chung cư đúng không? Đúng rồi, mấy anh là ai? Chúng tôi bên cảnh sát hình sự. Mời anh theo tôi, có thể hắn còn ở trong đây. Ê, trời ơi, dắt xe không dòm chú. Mấy anh xem đây có phải xe của đối tượng không? Đúng là xe của Lê Hồng Lĩnh. Ê, trời ơi, dắt xe không dòm chú. Mấy anh xem đây có phải xe của đối tượng không? Đúng là xe của Lê Hồng Lĩnh. Alo, anh Nghĩa, đúng là chiếc xe của đối tượng đang được gửi ở đây anh ạ. Đề nghị tăng cường lực lượng bao quay tòa nhà đó lại. Chúng ta phải bắt bằng được tên Lê Hồng Lĩnh. Các anh nên nhớ, hắn từng trốn khỏi trại giam, vì vậy hắn rất thông minh và lọc lõi. Các anh đừng chủ quan nhé. Với lại đừng gây gà mỹ, sẽ đánh động đối tượng. Lên! Cái gì vậy ba? Mẹ tôi bệnh mà không làm gì hết. Quay! Có cái gì? Công an kiếm mày kìa! Lại lên! Cái gì? Lại lên! Bây giờ... Đây là hình ảnh đối tượng của hai hôm trước. Lúc 5 giờ sáng đối tượng chạy vào. Từ đó đến nay đối tượng vẫn chưa trở ra. Chắc chắn hắn vẫn còn đây. Cho tôi xem lại hình ảnh lúc hắn ta gửi xe. Để xem hắn ta đi qua lốc nào. Đối tượng đi vào hướng lốc D. Còn mẹ tôi sao? Trời ơi, dắt đi. Từ giờ phút này không cho bất kỳ ai vào chung cư này, anh hiểu chứ? Tôi hiểu, nội bất xuất, ngoại bất nhập. Cho anh em tập trung ở lốc D, bố trí chặn tất cả các lối ra ở khu tầng hầm. Một đội canh ở sảnh, một đội lên sân thượng, một đội bao quanh khu tòa nhà. Rõ chưa? Rõ. Lại lên. Leo lên. Alo, anh Nghĩa ơi, tất cả lối ra chung cư đã được kiểm soát. Bây giờ hãy kiểm soát từng tầng. Đặc biệt tất cả lối đi phải chặn lại hết. Nếu cần sẽ xin thêm chi viện. Có. Chết rồi, tôi để quên cái máy tính ở trển rồi. Mày bỏ đi còn lấy gì nữa? Ông bị điên hả? Không bắt được tôi, bắt được cái máy tính cũng vậy hả? Tao đợi mày nãy giờ rồi, không chết à? Giữ mẹ tôi nha. À, cứu chạy kìa. Tưởng đâu nó chỉ biết nằm trên sàn giật máy tính thôi. Đi. Khoan, đợi con chút. Alo. Ê dây, tao chở mẹ mày tới chỗ an toàn rồi, mày chạy ra lẹ đi. Trời ơi, tôi biết rồi, nhưng mà bây giờ tôi không có ra ngoài lấy xe được, ngoài công an không hả? Bây giờ vậy, tôi để chìa khóa xe của tôi ở dưới chân cầu thang, ngay tầng trệt luôn. Nha, bây giờ ông chạy vô ông lấy chìa khóa xe của tôi, ông ra ông lấy xe giùm tôi nha. Trời ơi, thôi được rồi, người kêu đâm đầu vô ổ kiến lửa đó. Ok. Ở đây xe quá trời quá đất luôn. Đúng rồi. Bây giờ bác ngồi yên đây nha. Đừng có đi đâu nha. Đi là bị lạc á. Rồi con chạy vô cái con chạy ra liền. Ngồi yên coi chừng té. Trời ơi khổ ghê gì cái thằng này. Mai đi đâu vậy? Mai để cho Nghĩa làm chuyện của Nghĩa. Mai có gì phải đi. Có phải Mai định đi báo cho cậu ta đúng không? Nghĩa nói vậy là sao? Mai đừng nên làm như vậy. Sẽ ảnh hưởng đến công việc và cuộc sống của Mai đó. Nghĩa không cần phải nói. Mai biết mình phải làm gì. Nghĩa là bạn của Mai. Nghĩa không muốn Mai mắc sai lầm nào hết. Lê Hồng Lĩnh chắc chắn sẽ bị bắt. Mai. Mai đi vệ sinh, được không?